xin kính chào tất cả quý cô chú bác và chị yêu thích nam hài trên cả nước hết cô chú chị ha. Hôm nay thì kênh đời sống Bình Hậu Giang của mình có quay trở lại với chỗ kiến của anh Tiến ở trên phường Phú Thới quận Hóc Môn, Cần Thơ. Hôm nay thì có 36 cây mai, mai tàn nữa cô chú anh chị. Như là hoa mai tàn luôn. Số phôi mai hết cô chú anh chị. Hôm nay là hàng bonsai để đẹp cô chú anh chị nha. Dáng thế rồi cũng ok hết rồi đó. Có một số cây sù nữa nha cô chú anh chị. Rồi xin phép vô clip luôn nha. Dạ em chào anh Tiến ơi. Rồi em chào anh Nghiệp ơi. Chào cô chú bác anh chị gần xa nha. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 em có lên là được 36 phô mai với có hai cây tàn lớn, có một cây tàn lớn với một cây phôi tàn nha cô chú anh chị. Mong cô chú ủng hộ chúc sức khỏe cô chú anh chị. Số điện thoại em là 0899002561, số đó là cũng Zalo nha cô chú anh chị. Đầu tiên là cây số 1, cây phô tàn nha cô chú. Rồi mã đầu tiên là mã số 1 là một cây là từ 5 tới 7 cánh nha cô chú anh chị. Cây tàn thông sẵn rồi nha cô chú anh chị nha. Cây tàn thông sẵn mà dáng đẹp lắm nha cô chú anh chị. Một cốt rất đọt luôn nha cô chú anh chị nha. Rất đọt luôn ha. Nói chung là đi săn mấy cây này về dễ chơi, mau chơi nha cô chú anh chị. Về ba đóng cúc cà hương nha cô chú ơi. Này, đóng cây cúc cà hương vô là đỉnh luôn. Đỉnh tới đỉnh luôn nha cô chú anh chị. Rồi đầu tiên để em thò thông số nha. Này nó gù lên giống như xù nha cô chú anh chị, giống như xù nu mình vậy đó, nó già cây à. Thang em đo vị trí này là 30 nha cô chú anh chị. Quanh là 30. Dạ. Cái này cũng nơm nha cô chú. Đó em đo xếp xuống đây chút xíu cô chú ơi. Cái cũ nở dưới đây là được 35 nha cô chú. Dạ. Đó, để em đo cái đường kính bầu nó là 55 nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi tổng nồi đế đặt của nó, nồi đế nha cô chú anh chị là được 135 nha cô chú anh chị ơi. Dạ. Nồi đế hết biết luôn nha cô chú anh chị, 1m6 là tầm 1m6 nha cô chú anh chị ơi. Dạ, cao là 1m6 nha cao cô 1m6. Chú cao 1m6 dạng đồ cái 8 ngàn nha, 8 ngàn là khoảng 1m15 nha cô chú anh chị. Dạ. 8 ngàn 1m15 lấy cây viết lông rồi mã số 1 rồi mã số 1 này con xin Zalo cô chú anh chị giá 4 triệu gửi ha, 4 triệu gửi ship toàn quốc luôn. Mã số 1 nha cô chú. Rồi đây này một cốt nó ngọn đẹp lắm nha cô chú anh chị ơi. Dạ. Em đỡ luôn nha. Dạ. Rồi tiếp theo là cây số 2 cô chú anh chị. Số 2 là cây tàn của chú anh chị ơi. Cây tàn tròn. Dạ. Đều cái tàn cái này là mình dưỡng là tết là ngon lành nha cô chú nha. Dạ. Ở ngoài cái tàn này cô chú đẹp lắm nha cô chú anh chị, thích để ngoài sân cây lớn ha, thì cái này tàn ấm. Cái cây này thông cảm nó con lên bằng xây không được rồi cô chú anh chị, cây này nó hơi lớn rồi cô chú. Rồi để thông số hoành thăng nó nha cô chú anh chị, cho lên thử thể coi sao. Đây hoành thăng đây là 32 cô chú chị ơi, nó nặng lắm, hoành thăng là 32. Để rồi xích lên như này chút xíu coi nha coi nha. Đây là xích lên này, chỗ này là 29 nha cô chú anh chị. Dạ. Có phân thì ngắn nè cô chú ha. Dạ. Để em coi tổng cái nồi đế đặt. Cái nồi đế đặt qua là cỡ tầm 1m8 nè cô chú anh chị. Dạ. 1m8 thôi. Tại này 2m cũng tới. Sẵn em đo đường kính bầu luôn nha. Đường kính bầu em đo qua là 72 nha cô chú anh chị. Dạ. Cái nồi đế dữ lắm nè, cây này lên xù qua cô chú, xù me mình nha. Lên từ đây nó dây dài xuống nè cô chú chị, là cây xù me. Một cốt tới đọt luôn nha cô chú chị nha. Đầy đủ, một cốt luôn. Đó, một cốt tới đọt nha. Để em đo cái tán ngang nó khoảng tầm 2m nha cô chú chị. Ủa, tán ngang. Đo đi, để em đi ra. Đó, đi. Tán ngang khoảng 2m rưỡi, cao khoảng 2m nha cô chú chị. Cây này tàn lớn lắm cô chú anh chị ơi, về bẻ tàn nó là cỡ 3m có nè cô chú anh chị. 3m cao 2m mấy nha cô chú.
Mã số 2 này cô Tàn khỏi chơi cô chú chị ơi. Cây này có mà nhà sân rộng rộng để cây trước cửa là đẹp lắm nha cô chú anh chị. Rồi đấy là như đế bàn nha cô chú anh chị ơi. Cái này mình giao lưu như anh Tiến. À cái này em giao lưu là 9 triệu cô chú anh chị ơi. Dạ, 9 triệu nha cô chú anh chị. Một cốt tới đọt luôn cô chú anh chị ha. Dạ. Dàn xương thì thích gì dàn xương này là dàn xương thành phẩm mà nha cô chú. Dạ. Cây này là về là chỉ kéo ra chơi nó mặt bông nó từ 7 tới 9 cánh nha cô chú anh chị. Cái này là cây này đẹp lắm cô chú ơi. Cái này là cây tàn mình chơi luôn ha. Để em đi một vòng đế lại cái nha cô chú nha. Ở đây nó bị cản em mà em đi không có được. À được rồi. Ôi. Bây giờ em đi một vòng tàn nha cô chú nha. Quay cảnh rộng thử nha cô chú. Cái này cảnh rộng nha cô chú anh chị nha. Rồi trả lại cảnh bình thường nha cô chú. Rồi bây giờ tiếp tục là phô mai nha cô chú anh chị nha. Rồi mã số 3 là phô mai sụn. Rồi mã số 3 nha cô chú anh chị. Cây quay xù nha cô chú anh chị ơi. Cây này nghệ thuật lắm nha cô chú anh chị. Cái cành đẹp nha cô chú anh chị. Dạ. Bông từ 5 tới 7 cánh, số điện thoại em là 0899002561 cô chú. Đó, cây xù nha cô chú anh chị. Cái nồi đế thì khỏi chê cô chú anh chị ơi. Đó. Quá trời luôn nồi đế. Còn thân em đâu vị trí này là 24 cô chú anh chị ơi. Cao là được 52. Cái đường kính bầu là 43. Cái chân dài số nôm là 21. Để em đo cái củ đặt cái này ha cô chú chị. Củ đặt cái này là 41 nha cô chú chị ơi. Dạ, củ đặt cái này là 41 nè, trên củ đặt á. Đó, em đo tổng và đế luôn nha. Tổng và đế cái này được là 103 nha cô chú anh chị. Ờ có cái hai cái giống như hai cái tay giò nha cô chú anh chị. Giống như phụ nữ đang múa hả? Ừ, như thiếu nữ đang múa ưu lượng lắm lắm nha cô chú. Ở số 3 cho lâu nhiêu anh? Rồi số 3 này xin cho lưu cô chú anh chị giá là 2,2 triệu nha cô chú anh chị. 2,2 triệu nha. Dạ cây xù nha chứ không phải cây trơn nha cô chú anh chị. Rồi em đổi nha cô chú nha, mã số 4. Tiếp theo là mã số 4 cô chú anh chị ơi. Cái này đế nôm đế đẹp. Mã số 4 là mấy cây này em đi lựa không cô chú anh chị. Lựa giờ lựa mới có cây đẹp nha cô chú anh chị dây cô chú ơi. Mấy cây giờ hiếm lắm rồi cô chú anh chị. Chi cành đầy đủ hết nha cô chú ha. Dạ, chi cành thì đầy đủ. Cái lô hàng của em mặt bông từ 5 tới 7 cánh, có cây tàn là từ 7 tới 9 cánh nha cô chú anh chị ơi. Ồ. Đế cái nồi đế hết biết rồi. Lên giống như cây mai tứ quý nha cô chú anh chị. Rồi, cho em xin thông số nha, dạ, mã dạ. Số 4. Số 4 rồi chú ơi. Còn thang em đo vị trí này là 25. Đế giạc là 21. Em đo cái củ đặt của nó nha cô chú anh chị. Cái củ đặt của nó là 40 của chú anh chị ơi. Dạ. Củ đặt là 40. Cái đường kính đầu là 40 nha cô chú anh chị, đường kính bầu. Cao là được 70.
Rồi mã số 4 này cô xin cho lưu của chú chị giá 2.500.000 ha. Dạ 2.500.000 ship toàn quốc nha. Cái cây này của chú chị về đóng bo một cái là đẹp cực kỳ của chú chị. Dạ. Hay là của chú anh chị ghép cúc cờ hương hay gì cũng được nha. Cây này là sống khỏe nha cô chú anh chị. Cây lá này sống khỏe nha, cũng chừa lá lại cho cô chú chơi nha. Cây đắt kinh nha cô chú. Rồi mã số 5 nha cô chú anh chị nha. Tiếp theo mã số 5 là con thú con xù nha cô chú anh chị. Đó. Cây khá là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, mã số 5. Có cái đuôi luôn nha cô chú anh chị. Đó. Cái đuôi này cao, cô chú thích cao thì mình cắt lùng dạ. Cho nó ra. Cái nữa cô chú anh chị về cắt lại tại em để cho cô chú anh chị cho thấy cái còn mạnh khỏe nha cô chú. Để cho xếp khó đồ chơi. Dạ. Phải không? Để cho xếp khó đồ chơi. Đó, cái cây quá trời luôn cái cây heo cô chú anh chị. Cái xù quá đẹp lắm. Mình thân em đo qua là 18 rồi cô chú anh chị ơi. Chiều cao là được 40. Dài của con thú qua là được 40 luôn nha cô chú anh chị. Đó. Đế sổ xuống là được 20 của 21 cô chú ơi. Cái đường kính bầu học xài là được 39 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 5 này con xin cho lưu cô chú anh chị giá là 1.300.000 nha cô chú anh chị ơi. Dạ 1.300.000 nha cô chú anh chị nha. Cây thú nha, giá cũng hữu nghị cho cô chú chị chơi cô chú ơi. Cây phôi mà giá làm chiều ngoài mà rất đẹp, hiếm lắm không có cây này nha cô chú. Con báo giá sát giá cho cô chú về chơi luôn nha cô chú chị ơi. Mã số 6 nha cô chú anh chị. Tiếp tục là mã cây số 6 nha cô chú anh chị. Đó, cái cây cũng quái nha cô chú anh chị ơi. Này mai miền Tây nha cô chú anh chị ơi. Mật bông nó từ 5 tới 7 cánh. Số điện thoại em là 0899002561. Cái này cũng xù cốm nha cô chú. Dạ, xù cốm không à cô chú ơi. Đế nổi nha cô chú nha. Dạ. Cây này giống như bộ đế như là con cua nha cô chú. Có hai cái càng ra. Mà thang em đo vị trí này là 18 cô chú ơi. Chiều cao tổng thể là được 64. Cái đường kính bầu hôm đó qua là 38 nè cô chú. Mã số 6 này xin giao lưu của chú anh chị giá 700.000 của chú chị ơi. Rồi 700.000 mã số 6. Dạ. Tiếp theo là mã số 7 nè cô chú anh chị. Cây cũng nghệ thuật lắm nè cô chú. Mã số 7 này có mặt bông nè nha dạ. Cô chú. Bông nó từ 5 tới 7 cánh nè cô chú. Bông thơm nha. Thơm dữ lắm, thơm nè cô chú ơi. Thơm. Ờ, cái này là con đục dạ, đế phê nha cô chú chị. Nguyên một cái con thú rồi cô chú anh chị. Đế nó quái lắm luôn nha. Dạ, thì giống như thú đó. Cái chỗ này là em đục sạch rồi em chuẩn bị sức keo cho cô chú nha. Tại vì em mới làm nha. Đó. Nó đế sạch cây chứ nó không có bị thú vô này đâu cô chú anh chị. Hồi nãy làm cái buồn ngủ đi ngủ dạ, chưa sức cô chú chị. Ờ, nguyên một con thú như, giống như là đưa cái hai cái giò ra nha cô chú anh chị. Cây này đẹp lắm cô chú ơi. Chân lư hết cô chú anh chị nha. Chân lư. Còn thân em đâu vị trí là 17 nha cô chú anh chị. Em đo cái cũ của con thú rồi. Cái cũ đặt của con thú là được 49 cô chú ơi. Cái đường kính bầu em đo qua là 39. Hai cái chân trước nè cô chú. Ờ, hai cái chân trước đó nha cô chú. Hoành tráng không được. Nhìn cái mặt này có thế đẹp lắm cô chú, thấy không? Cái này thoát thân cũng khá là đẹp đó cô chú. Rồi, để nãy em đo chiều cao chưa ta? Chưa quá. Chiều cao là được 52 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 7 này cô xin cho lưu cô chú anh chị giá là 1.500.000 nha cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị thích thì mình đóng kho vô. Này nữa mình cắt lại lùng với cô chú kê cũng được. Tại để cho nó có cái chi cành cô chú anh chị chơi nha. Dạ số 7 này là 1.500.000 nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi đổi giùm em ha. Dạ. Mã số 8 cây này cũng đã lắm nha cô chú anh chị nha. Ở ngoài nhìn nó mã số 8 là giống như con lạc đà sa mạc nha cô chú. À, cái cây này là mạnh khỏe nha chứ không phải mà nó yếu nha cô chú anh chị ơi. Đây nó có nhảy mầm lên rồi nè, nhảy mầm ở đây lên gốc rồi. Cây này cũng mạnh lắm. À, để em quay vòng thông số cho cô chú anh chị xem ha.
cái thế nó bỏ giò giống như con lạc đà nha cô chú anh chị. Rồi, đó, rồi em thông số rồi. Bình Thăng, trời ơi lộn nữa. Bình Thăng vị trí này là 21 của chú anh chị ơi. Cao em đo xuống là được 42. Cái đường kính bầu em đo học xài này là được 42 luôn của chú. Mã số 8 này xin cho lưu của chú anh chị giá 1.3 ha. 1.300.000 của chú anh chị ơi. Cây thú quái quái về sưu tầm của chú chị ghép ha. Mã số 9 nha cô chú. Tiếp theo là mã số 9 nha cô chú chị ơi. Cây này cũng đế cũng khá nha cô chú anh chị. Đẹp nha. Đế giống như cái bình bông vậy. Còn thằng em đâu chứ, này là 19 nha cô chú anh chị. Cao tổng thể cái cây là được 47. Cái đường kính bầu em đo qua là 33. Mã số 9 này có giá 800.000 của chú chị ơi. Dạ, 800k nha cô chú anh chị nha, mai vàng mã dạ. Số 9 nha cô chú. Rồi. Cây này già cây dữ lắm cô chú, về ghép thôi cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 10 của chú anh chị. Cây này cũng đẹp lắm nha cô chú. Có chi cành được, có cô chú chị ơi, cái nồi đế một củ luôn ha. Còn thang em đo vị trí là 16. Cao tổng thể em đo là được 67. Cái đường kính bầu em đo qua là 35. Cái mã số 10 này xin giao lưu của chú chị 600.000 của chú chị ơi, dạ, em bao ship luôn nha cô chú chị, mã số dạ. 10. Chương trình của em là bao ship toàn quốc luôn nha cô chú chị. Dạ, bao ship các quốc gia. Dạ. Có cây tàn là em 200 km rồi cô chú ơi. Cái bự quá em bao ship tàu quá không nổi. Tiếp theo là mã số 11 của chú ơi. 11 này cũng giống như một con thú chân dài nha cô chú anh chị. Nó có cái biểu tượng như cái đuôi ra này nha cô chú. Đây cô chú chị ghép cái đuôi nó đẹp lắm. Hoành thăng em đo qua là 19. Cao tổng thể cây là được 61. Đường kính bầu hột sồi là 30. Mã số 11 này xin giao lưu của chú anh chị giá 700.000 của chú chị ơi. Dạ, 700k nha cô chú. Dạ, 700k. 11. Bao ship toàn quốc luôn. Tiếp 12. Theo là mã số 12 là cây bay nha cô chú anh chị. Cây bay. Cây bay là khá là duyên dáng. Mã 12 này là xù me luôn nha cô chú. Cây này được có xù me mà được cành bay. Cái chỗ này là bị dạng như là bị chai đá nha cô chú anh chị, em đục rồi nha cô chú, có cái mặt cắt thôi nha. Cây bài khá là duyên dáng nha cô chú anh chị. Để em quay một vòng nó thông số nha. Còn thân em đo tại vị trí này là 19 nha cô chú anh chị. Cái nhành bay đưa qua tới đầu rễ này là 58. Cái đường kính bầu nó là 31. Rồi mã 12 cành cây bay này tiến sinh giao lưu cô chú anh chị giá 900.000 cô chú anh chị. 900k cô chú nha, mã dạ. Số 10. Cái này có cô chú chị trồng đổ đổ vậy cũng đẹp lắm cô chú. Trồng đổ dán đổ vậy nè. Tiếp theo là mã số 13 nha cô chú anh chị. Cây này lùng lực cô chú ơi. Đó. Cái cây cũng dán như bay đổ nha cô chú anh chị. Cái này có người chơi rồi nha cô chú anh chị. Có anh chơi rồi, anh đi anh sang lại cho em. Cây này khá là mạnh cây nha cô chú anh chị. Muốn ghép thì có mấy cái đầu dạ, có mấy cái đầu vo ra rồi nha cô chú. Cây này cũng đang kéo mặt nhựa hết trơn rồi, mấy cái này là kéo mặt nhựa sành hết trơn nha cô chú. Không có khô nha. Bình thân em đo tại vị trí qua đây là 28 của chú chị ơi. Đó. Cao lên tới cái độ chủ nó là được 32 em cô chú. Cái đường kính bầu em đo qua là được 35. Mã 13 này xin giao lưu của chú anh chị giá 1.4 triệu nha cô chú anh chị. Dạ, em bao với ship toàn quốc luôn. Rồi, đấy em dạ. Cái nó có cành phóng hả cô chú anh chị. Có cành phóng nghe đẹp không cô chú. Mã số 14. Tiếp theo là cây 14, cây dáng thú nha cô chú anh chị.
cây này quá trời quái rồi cô chú ơi. Chỗ này cũng có sức keo rồi, nó sành rồi nha cô chú anh chị. Đó, cây 4. Có đuôi sẵn luôn nha cô chú anh chị. Dáng thú nha cô chú anh chị, cây bonsai cũng vô bài ha. Vô bài à. Nó cây quấn 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 quái quái ha. Đập chi rồi. Đó. Cô thấy là quá là đẹp đó cô chú. Còn thang em đâu qua là 18. Cao tế đọt đó là được 36. Cái đường kính bầu em đâu qua là 33. Cái cây này có cái cành hồi cô chú anh chị. Đó, mã số 14 này xin Zalo cô chú anh chị 1,2 triệu thôi ha. Dạ 1,2 triệu nha cô chú anh chị, cây đế thú ha. Cây này khá là đẹp cô chú anh chị. Rồi đợi em. Giò đều có hết nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 15 là cây đế nồi nha cô chú anh chị. Đế nồi trải vàng. Đó. Cây khá là đẹp cho cô chú anh chị ơi. Cây này giống như tượng nó già cây, nó u nặng lên cho cô chú anh chị. Nó già cây dữ lắm, già cây. Mà cây này cũng sống mạnh nha. Cây này lên mạnh khỏe nha cô chú anh chị. Này có cái chi tử về đẹp lắm luôn cô chú ơi, trẻ qua vậy là đẹp dảnh quá. Rồi này giống như lên xù da cốc mình nha cô chú. Cô đang em đâu qua là 22 nha cô chú chị ơi. Đây 22. Cái đường kính bầu nồi đế là được 46. Em đo cái nồi đế này thử. Cái nồi đấy đặt là 120 nha cô chú anh chị. Chiều cao tới đọt tổng thể cái cây là được 117 nha cô chú anh chị ơi. Mã 15 này con xin cho lưu cô chú anh chị giá 1,800,000 nha cô chú anh chị. Dạ 1,8 triệu nha cô chú. Dạ con bao với ship toàn quốc nha. Có chi cành luôn nha cô chú anh chị. Cây này là có chi cành mình về chơi luôn nha. Màu chơi lắm, giống như con cốc, con sù cốc vậy. Nó lên cục 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 chứ. Rồi đổi em em. Dạ. Mã số 16. Tiếp theo là mã số 16 nha cô chú anh chị. Cây này cũng có chi cành thì có ha cô chú anh chị ơi. Đây nó có cái bị lỗi chỗ này nha cô chú anh chị. Cái này nhánh này nó bị mục chỗ này nha. Cái thân này chỗ này bị mục. Chỉ cho cô chú về ha. Hoành thang em đo tại vị trí này là 21 của chú anh chị ơi. Cái đường kính bộ em đo qua là 40. Chiều cao tổng thể cây này là được 95 nha cô chú anh chị. Mã này là mã 16 xin cho luôn của chú anh chị giá 700,000 của chú anh chị ơi. Dạ 700k nha cô. Dạ. Chú anh chị mã tại, có bị lỗi chỗ này nha cô chú. Có bị lỗi chỗ này bán cô chú 700,000 về cô chú anh chị cắt chơi ha. Không sai nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 17 nha cô chú anh chị. Mã 17 này có chi cành đều có nha cô chú anh chị. Đây khá là đẹp nha cô chú anh chị. Đồ đế cũng có đế nha cô chú anh chị. Có chi cành. Còn thân em đo qua vị trí này là được 20. Cái đường kính bộ em đo qua là được 37. Cái chiều cao tổng thể cái cây mã số 17 này là 125. Là 1m25 nha cô chú anh chị. Mã 17 này con xin giao lưu cô chú anh chị giá là 900,000 nha cô chú anh chị. Rồi 900k nha cô chú anh chị. Mã số 17. Rồi mã số 18 cô chú anh chị nha. Tiếp theo là mã số em 18 cô chú. Cây lùng lực nha cô chú anh chị. Đế thì khỏi chê luôn. Cây này cái đồ đế dữ lắm nha cô chú anh chị. Đế nôm mà nó đẹp lắm, nó lực cây. Để quay qua đây coi. Lực dữ lắm lực.
Còn thằng em đo tại vị trí qua đây là 23 này nha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu em đo qua là 40. Cái chiều cao tổng thể cái cây thân chú chủ là được 59 nha cô chú anh chị. Mã 18 này con xin Zalo của chú anh chị giá 1.200.000 nha cô chú anh chị. 1.200.000 nha cô chú anh chị, mã số 18. Dạ. Cây này lục lực lắm nha cô chú. Tiếp theo là mã số 19 nha cô chú anh chị. Đó, cây tàn giống như tàn thông nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị về trồng đổ đổ nghiêng nghiêng gì cũng đẹp đó nha cô chú anh chị. Nó cũng có dáng đổ luôn nha. Đó, chi cành đều có nha cô chú. Còn thân em đo qua vị trí này là 21. Đường kính bầu em đo qua là 32. Cái chiều cao tổng thể là được 1m8 nha cô chú anh chị. À, mã 19 này con xin Zalo cô chú anh chị giá 800.000 luôn nha cô chú anh chị. Dạ 800k nha cô chú. Dạ. Mã số 19 nha cô chú nha. Tiếp theo là mã số 20 nha cô chú anh chị. Ồ. Cây khá là đẹp nha cô chú chị ơi. Có tàn luôn nha cô chú. Bình thân em đo qua là 19 cô chú chị ơi. Cái đường kính bầu em đo qua là 34. Chiều cao tổng thể là 75. Đế thì chạy đều nha cô chú. Mã 20 này cô xin Zalo cô chú anh chị giá 600.000 cô chú chị ơi. Dạ 600k nha cô chú nha. Dạ. Mã số 20. Số 21 nha cô chú nha. Tiếp theo là mã số 21. Có cũ nha cô chú anh chị. Đó. Cây khá là cũng có duyên nha cô chú anh chị. Em đo cái cũ nó trước là được 29 nha cô chú anh chị. Còn thang em đo qua là 17. Cao xuống là được 38. Cái đường kính bầu em đo qua là 33. Mã 21 này xin Zalo cô chú anh chị giá 600.000 của chú chị ơi. 600k nha cô chú nha. Dạ. Số 21. Tiếp theo là mã số 22 nha cô chú. Bự quá. Ờ, cây dán lên xù me mình nha cô chú anh chị. Đế khá là cao cô chú. Mặt bông của nó từ 5 tới 7 cánh, số điện thoại em là 0899002561 nha cô chú anh chị ơi. Còn thang em đo qua là 16 cô chú. Cao là được 58. Cái chân dài xuống là 18. Hoành thang em đo qua là được 30. Rồi mã 22 này là có giá 700.000 của chú chị ơi. Dạ 700.000. Bao nhiêu tổng quốc của số 22. Mã số 23. Theo là mã số 23 nha cô chú. Mã 23 này cũng cây cũng dáng cao cao mà cũng đẹp luôn cô chú ơi. Cái này phong cao này nha cô chú chị nha. Dạ, già cây dữ lắm, già cây. Nổ xù nách mình hết rồi cô chú ơi. Còn thang em đo qua là 24. Chiều cao tổng thể là được 1m. Cái đường kính bầu đo qua là 30. Mã 23 này cũng có giá 600.000 của chú chị ơi. Rồi 600k nha cô chú chị, mã số 23. Dạ. Số 24 quá chừng cái cũ rồi cô chú chị ơi. Tiếp tục là mã số 24 nha cô chú chị. 24 cây này có tàn chi cành đều có nha cô chú chị. Cái này cô chú chị về con bó lại, cô chú chị về bẻ nha cô chú chị. Cái này cô chú chị thích mà đóng bò vô rất là dễ đóng ha. Đóng bò rất là dễ luôn. Cô chú chị cái mấy cái này là sành cái nhựa hết rồi. Cô chú anh chị yên tâm. Cũ không có mục luôn. Đo ngang cái cũ đó là được 34 nha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu là được 35. Chiều cao tới tổng thể cái cây là 75. Rồi mã 24 này con xin Zalo cô chú anh chị giá là 1.400.000 nha cô chú anh chị. Dạ, bao phía trước toàn quốc luôn ạ.
Tiếp theo là mã số 26, 25, 25. À, thì khá là đẹp đó cô chú anh chị. Còn thân em đo qua là 21 của chú ơi. Chiều cao tổng thể cây là 84. Cái đường kính bầu là 36. Mã 25 này có giá 500 ngàn của chú anh chị ơi. Dạ, 500k nha cô chú anh chị. Mã số 25. Tiếp theo là mã số 26 của chú anh chị ơi. 26. Cây này cũng đẹp, cây lắm nha cô chú anh chị. Cái nồi đế khóa là cái nồi đế ha cô chú. Mà thân em đo qua là 19. Cao tổng thể cây là được 73. Cái đường kính bầu em đo qua là 35. 26 này xin cho luôn cô chú anh chị giá 700 ngàn cô chú anh chị ơi. Dạ 700k nha cô chú. Dạ. Cây này gió ngọn lùng lực nha cô chú. Tiếp theo là mã số 27 của chú anh chị ơi. Cây chi cành đều có nha cô chú anh chị. Cây này được cây sù me nữa nha cô chú anh chị. Quá trời ở đất cái bộ tàn đế. Đế lực lực không à. Cây này được lên cây me. Đó. Bình thân em đâu qua là được 20 bình thân của chú anh chị ơi. Đường kính bầu em đo qua là 37. Chiều cao tổng thể cây này là được 93. Đó, mã 27 này con xin giao lưu cô chú anh chị giá là 900 ngàn nha cô chú anh chị. 900k nha cô chú anh chị. Mã số bao ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp theo là mã số 28 của chú anh chị ơi. Cây này khá là lùng lực nha cô chú anh chị. Đế thì khỏi chê nha cô chú anh chị ơi. Cây này khá là đẹp nha cô chú. Còn thân em đâu qua là 22. Cái đường kính bầu là 37. Cao xuống là 54. Mã 28 này con xin giao lưu cô chú anh chị giá là 600 ngàn cô chú anh chị ơi. 600k luôn nha cô chú anh chị. Mã số 28. 28. Tiếp theo là mã số 29 nha cô chú anh chị. Ồ, cái dàn đế quá chừng cái dàn đế nha cô chú. Dạ. 600. Chi cành đầy đủ hết cô chú anh chị. Cây cái nồi đế khá là cái nồi đế. Chi cành đều có nha cô chú anh chị. Này về cô chú dễ đóng bo cây ghép nè, bông của nó từ 5 tới 7 cánh. Số điện thoại em là 0899 002561 nha cô chú anh chị. Còn thân em đo đây là được 18 cô chú ơi. Đế số nôm là được 21. Cái đường kính bầu cái này là được 39. Ổng còn đế cái này cái cô chú anh chị. Có nồi là được 100. Ổng còn đế là được 100. Chiều cao tổng thể cái cây này là xuống tới đế là được 79 nha cô chú anh chị. Mã 29 này con xin giao lưu của chú anh chị giá 1.600.000 ha. Con bao ship toàn quốc luôn. 600k nha cô chú chị. Mã số 29. Dạ. Tiếp theo là mã số 30 nha cô chú anh chị. 30 cây này cũng có chi cành nha cô chú. Đây. 1.600.000. Mã 30 có chi cành luôn nha cô chú chị ơi. Quá là đẹp luôn cô chú. Còn thân em đâu qua đây là 21 đến 20 cô chú ơi. Cao xuống là được 59. Cái đường kính bầu đâu qua là 35. Mã 30 này có giá 600 ngàn cô chú chị ơi. 600k nha cô chú chị. Dạ. Mã số 30. 31. Tiếp theo là cây 31. Cây này cây giống như cây tàn nha cô chú chị. Cây này vừa cô chú bẻ lại nha. Cây này đẹp lắm cô chú. Cái nồi đế khá là đẹp luôn cô chú chị ơi. Dán bonsai luôn nha cô chú anh chị. Về bẻ cái dán bonsai nha. Con nữa con về con quắn là con túm về cho cô chú nha. Quỳnh Thăng hôm đâu qua là được 25 cô chú ơi.
cái đường kính bầu nội đế là 45, chiều cao tới cái thân chủ là được 48. Cái này nó đang khỏe lắm, quá trời khỏe mạnh cái cây này luôn rồi chú ơi. Cái cò lắc nhìn cô chú, cái thằng nó lắc lượng với nè cô chú thấy theo nè nè nè, đó thằng nó lắc lượng co qua ha cô chú chị, về bẻ nha cô chú. Rồi mã 31 này tiến sinh giao lưu cô chú chị giá là 1.700.000 luôn, bao phí ship toàn quốc luôn nha cô chú chị. Cây này rất rẻ, cô chú chị vô chậu dán bao sai sẵn, dán bao sai sẵn luôn cô chú ơi. Tiếp theo là mã số 32 của chú chị ơi. Ồ, cây cũng có tàn sẵn rồi của chú chị. Mã 32. Đế thì khỏi chê của chú chị ơi, dán thú phải không? Cây thì của chú chị về quấn cái tàn thông vẽ qua nhạo thôi của chú chị. Hay là để ghim cũng được, hay là ghép cũng được cô chú ơi. Cây khá là đẹp. Mạnh cây nữa. Còn thân em đo tại vị trí này là được 28 tính của chú, 27 nha cô chú ơi. Cái qua đường kính bầu qua là được 42. Cái đế sổ là được 15. Chiều cao tới đột chủ chính xuống là được 1m04 nha cô chú anh chị. Rồi cây 32 này con xin giao lưu cô chú chị giá 2 triệu đồng ha. Dạ 2 triệu nha. Dạ, cô chú có bao phí ship 200 km nha cô chú chị. Dạ. Cái cây này là khá là đẹp cho cô chú chị, giống như cái hình con thú rồi nha. Rồi đổi cây. Tiếp theo là cây cũng có chi cành sẵn nha cô chú. Mã số 33. Cái này hoành lớn mà thân cũng cao nha cô chú chị nha, không cao ha. Nếu mà cô chú chị thích ghép thì cũng có mấy cái đầu chi này giờ mình cắt lại ha, còn nếu mình chơi mình vô dây luôn nha cô chú. Vô dây lại cô chú ơi, vô dây bẻ tàn thông luôn cô chú. Có sẵn hết trơn rồi cô chú, về chỉ bẻ thôi. Cái cây này đặc điểm nó là muốn lên xù cô chú, lên nổ nổ hết trơn. À, quay cô chú cái dàn đế khỏi chơi cho cô chú. Đế khá là đẹp luôn. Còn thằng em đo tại vị trí này qua là được 35 luôn cô chú. Cái đường kính bầu đo qua là 42. Cái chiều cao tới thân chủ xuống là được 1m đúng nha cô chú anh chị. Mã 33 này con xin giao lưu cô chú chị giá là 1.700.000, con bao phí ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. 1.700.000 nha cô chú nha, mã số 33. Dạ. Rồi đợi giùm em nha. Dạ dạ. 34. Dạ. 34 nha cô chú anh chị. 34 cũng là có tàn chi cành, có khỏe cây nha cô chú anh chị. À, cái đầu đế thì khỏi chê cô chú anh chị. À. Còn thân em đâu qua là 27. Rồi xích cái củ đặt nở dưới đây là được 33 nha cô chú. Cái đường kính bầu nó là được 47 nha cô chú anh chị. Cao tới thân chủ xuống là được 88. Rồi mã 34 này con xin giao lưu cô chú anh chị giá là 1.600.000 nha cô chú chị ơi. 1.600.000 nha cô chú, mã số 34. 35. Tiếp theo là mã số 35 nha cô chú anh chị. À, cây khá là đẹp cho cô chú anh chị ơi, có tàn là sẵn nha cô chú anh chị, nữa con quấn con xếp con bó lại cho cô chú anh chị ơi. Cây dáng rất là quái, ở đây là có cái này là nó chai đá rồi, nó đang liền nha cô chú anh chị, không sao ha. Còn thân em đo tại vị trí này là được 26 cô chú anh chị ơi. Em đo cái củ đặc của nó ha cô chú anh chị. Cụ đặt ở trong đây nè, cụ đặt là được 43 nha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu cũng đo qua là được 37. Cái chiều cao cũng đo tổng thể là được 1m08 nha cô chú anh chị.
mã 35 này con xin giao lưu cô chú chị giá là 1.500.000 ha, con bao phí ship toàn quốc luôn nha cô chú chị. Dạ, 1.500.000 nha cô chú anh chị, mã số dạ. 35 rồi đợi giùm em ha. 36 tiếp theo là mã số cuối là 36 cây tàn đến 28 giờ luôn nha cô chú chị. Ủa cây số cuối là cây 36 cô chú à, đến 28 giờ luôn. Tàn đều xương đẹp hết rồi, tàn đều xương đẹp luôn. Này cô chú có chút là con lạc lá cho cô chú anh chị nha, về cho nó mạnh cái cây nha cô chú anh chị. Còn thang em đâu qua vị trí này là 27 nha cô chú anh chị. Đế thì khỏi chê cô chú ơi, mình thang bỏ tổng mà đế ở đường cái bầu đâu qua 40 đế cô chú anh chị xem nè, giống như là 28 giờ đó. Chiều cao em đo xuống là được 1m32. Cái tán ngang là được, tàn ngang là được 98. Rồi mã 36 cuối clip này con xin giao lưu của chú chị giá là 1.700.000. Dạ. Con bao phí ship toàn quốc luôn nha cô chú chị. Chi nhạo lớn hết rồi nha cô chú anh chị nha. Xưa này về cô chú chị mình chỉ cần dưỡng lên thôi ha. Dạ. Dạ cuối clip con xin kính chúc cô chú anh chị nhiều nhiều sức khỏe, rất mong cô chú anh chị ủng hộ cho em, cũng rất cảm ơn cô chú rất nhiều ạ. Số điện thoại em là 0899002561, số đó là cũng Zalo nha cô chú anh chị. Dạ chào tạm biệt cô chú anh chị ạ. Dạ, cảm ơn anh Tiến luôn, cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã xem clip luôn nha.